Thịt dưỡng Thúy Trang xin chào mọi người. Hôm nay lại là series nấu ăn của em, nhưng mà hôm nay là em nấu chay nha mọi người. Món ăn thì vô cùng đơn giản luôn. Cơm thì mình sẽ dùng cơm lứt. Ở đây mình sẽ dùng là ngó sen. Ở đây em dùng là 300g ngó sen. Mình sẽ đi xào tỏi nha mọi người. Xào tỏi với lại nước tương tamari. Còn đây là củ cải trắng này thì em dùng 3 củ, phân nửa thì em sẽ nấu canh. Và phân nửa thì em sẽ đi kho tiêu nha mọi người. Và ăn kèm với món canh thì mình có rong biển. Rồi bây giờ mọi người cùng theo em vào bếp nha. Bây giờ thì mình đi bắt nước nấu canh nha mọi người. Thì bên này thì mình sẽ bắt chảo để kho nha mọi người. Video nào của em cũng có dầu nha mọi người, mà ít hay nhiều thôi nha mọi người. Không có dầu thì ăn nó... Có một số món mình không có thử bằng tỏi thì nó không ngon nha mọi người. Chứ không phải là em thích xài dầu nữa nha. Mọi người nói em xài dầu nhiều tội nghiệp em. Sau khi cay đậm đen vàng thì mình cho vào một muỗng tỏi và hành oregano nha mọi người. Rồi sau đó thì mình cho củ cải trắng vào. Cho vào đây là 3 muỗng nước tương nha mọi người. Sau đó thì mình cho vào một ít nước lọc với lại một ít đường phèn nha. Mình cho vào một ít nước lọc. Mình kho với lửa nhỏ thôi nha mọi người. Tiếp theo là mình cho vào đây là một muỗng đường phèn nha mọi người. Với lửa thật là nhỏ luôn để cho cái củ cải trắng của mình nó chín mềm. Nó không phải là cá hay tôm nên mình cứ cho nước vào luôn nha mọi người, để mình kho tới khi nó thật là cạn luôn, cái gia vị nó ngấm thì ngon hơn. Cho củ cải trắng vào nha mọi người. Cho vào 2 muỗng hạt nêm thịt dưỡng. Sau đó thì cho vào 1 muỗng tương miso nha mọi người. Cho nó hòa tan vô, mình đánh cho nó hòa tan ra. Sau khi đã bỏ tương miso thì mình cho cái phần rong biển vào nha mọi người. Để lại dầu mè nha mọi người. Mọi người ơi, mình cho tỏi băm vào. Xào tầm độ 5 phút cho mọi người, cho nó mình cho nước tương vào. Như vậy thì em đã hoàn thành xong cái thực đơn ngày hôm nay rồi nha mọi người. Nhìn rất là thần chai luôn. Canh củ cải trắng, rong biển combo. Ăn kèm của mình là cơm lứt, củ cải trắng kho với lại là ngó sen mình xào tỏi nha mọi người. Mình nêm bằng nước tương tamari nha mọi người. Và đi kèm thì có một ly trà banh chai nha mọi người. Nếu mọi người có thắc mắc gì hay là muốn Tiến Khang nấu những món gì về thực dưỡng thì mọi người hãy comment phía bên dưới nha. Những đóng góp ý kiến của mọi người là động lực để Tiến Khang ngày càng ra những sản phẩm mới nhiều hơn và hoàn thiện những video của mình hơn nha. Và tất cả các sản phẩm của Tiến Khang thì em để ở đường link mô tả phía bên dưới. Mọi người có thể nhấp vào tham khảo hoặc có thể gọi trực tiếp đến hotline hay có thể đến trực tiếp tại cửa hàng. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 11 thì Tiến Khang sẽ sale tất cả các mặt hàng nha mọi người. Sẽ sale đến khi hết sản phẩm thì thôi, nên số lượng có hạn nên mọi người mình nhanh tay để mua hàng nha mọi người. Và sắp tới thì Tiến Khang sẽ mở bán những món về thực dưỡng, nếu mọi người không có thời gian thì mình có thể order về để dùng nha mọi người. Và cuối cùng thì nếu thấy video này hay, mọi người cho em xin một like, một share, một đăng ký kênh để em có động lực để làm những video tiếp theo hay hơn nữa nha mọi người. Chúc mọi người thành công và hẹn gặp lại.